Chào mọi người nha, hôm nay mình có ít cái máy làm video test cho mọi người xem. Mọi người ưng cái nào thì có thể liên hệ với mình để đặt hàng. Thì bên mình chỉ có một hình thức thanh toán là chuyển khoản. Những cái máy này là chưa bao gồm phí ship. Và những cái máy này á là chỉ là mình bán vỏ pin, mình không có bao pin. Những anh em nào mà trong vùng dịch á mà không thể ship hàng á thì anh em có thể là chuyển khoản cho mình. Sau khi hết dịch thì mình sẽ gửi máy cho anh em. Đó là lời cam kết của mình. Anh em nào xem video giải trí vui lòng cho mình một like và một đăng ký để có động lực làm video test máy cho anh em. Rồi, bây giờ mình đi vào cái phần test máy. Đây anh em, con máy này là con máy đầu tiên, con số 1, 400.000. Con này là con Realme 12V 121. Đây anh em, nhìn cái thân nó còn vỏ cái cao su luôn. Và cục pin này là cục pin 12V. Mà mình bán là cái thân máy kèm theo sạc. Đây anh em, đây là cái sạc. Đó, mình dùng để mình sạc cái cục pin đây. Đó, mình sạc và mình thấy nó cầm. Nên là mình sẽ bán cái thân máy này, cục pin và cái sạc để cho anh em về anh em sạc, anh em xài tạm. Sau này anh em có điều kiện thì anh em lên pin sau. Đó. Thì con máy này nó có rất là nhiều cấp trượt. 20 cấp trượt, một cấp khoang, hai cấp tốc độ, có thắng điều tốc. Nói chung là chức năng đầy đủ. Đó anh em, bây giờ mình test máy cho anh em xem nha. Mình khoan vài lỗ cho anh em xem. Đó, con số 1 nha anh em. Con này là 400.000. Đây. Gồm thân máy, cục pin cũ và cái sạc, sạc 100V. Con số 2 nha anh em, 280.000. Con này là con xích 12V. Đây anh em. Đây là cái pin cũ á. Test máy cho anh em nè. Con này là có điều tốc, có thắng. Nhiều cấp trượt. Rất là nhiều anh em. Một cấp khoang, hai cấp tốc độ. Đó, anh em nhìn ngoại hình nha. 280.000 đảo chiều nè. Rồi, test máy cho anh em xem. Đó anh em. Cái cục pin này là nói chung là tương mình chỉ test tương đối thôi, chứ cái cục pin này nó không có cầm máy. Cây số 2, 280.000. Cây số 3, cây này thì nó bị cái vỏ này nó bị xấu, anh em về dán keo lại nên mình sẽ bán giá là 200.000. Đó, cây này cũng là xích 12V. Cây số 3 nha anh em. Thân máy vỏ pin. Đó. Cái vỏ pin không có nứt nha anh em. Vỏ pin vẫn còn rất là mới. Đó. Rồi, thử máy cho anh em nè. Con này thì nó không có điều tốc, nó chỉ có thắng thôi. Hai cấp tốc độ. Đảo chiều. Rồi, giờ mình khoan cho anh em xem nè. À, quên nữa, con này cũng có cấp trượt rất là nhiều. Và một cấp khoang. Đây anh em. Đó. Thân máy vỏ pin. Cây số 3 200.000 nha anh em. Rồi, cây số 4, 200.000. Cây này là 9V6, cây của Nati. Rất là nhiều cấp trượt, hai cấp nhanh chậm, đầu auto lock. Rồi, mình test máy cho anh em xem nè. Đó, đảo chiều.
mình không biết là nó có điều tốc hay không, nhưng mà hiện tại mình test không có điều tốc. Rồi mình bán là chỉ có thắng thôi. Rồi mình test máy cho anh em xem nè. Đó anh em, Nati thì vô đối rồi, đầu ở tu lóc nha anh em. Cây số 4 200.000. Rồi cây số 5, cây này thì nhìn hình thức còn rất là mới nha anh em. Đó, còn tem mát đầy đủ, đầu không rơ nha anh em, thân máy vỏ pin, cục pin cũng còn tem luôn nè. Đó, nhìn cái máy rất là mới. Cây này là cây số 5 270.000. Cây này là cây vít. Thì trên thân máy lúc nào mình cũng có đánh cộng trừ anh em về để ý và cấm, chứ không là nó hư cái điều tốc nha. Rồi, test điều tốc cho anh em nè. Đó, thắng. Đảo chiều. Rồi. Rồi, đây là con vít gỗ nha anh em. Đó. Cây số 5 270.000 nha anh em. Cây số 6, cây này cũng ngoại hình còn rất là mới. Khá. Cây này cũng là vít 12V nha anh em. Rồi, test điều tốc nè. Có thắng, đảo chiều. Đó, có thắng nha anh em. Rồi, giờ test vít gỗ cho anh em xem nha. Rồi, cây rồi, cây số 6 270.000 nha anh em. Rồi, cây số 7 260.000 nha anh em. Anh em nhìn ngoại hình nha. Bên này nó mất cái tem rồi. Đầu không rơ nha anh em. À, mình cũng quên nói, nãy mấy cái đầu này cũng không rơ nha anh em. Mấy cái này nó rất là mới. Cây này cũng nhìn tương đối mới, đầu không rơ nha anh em. Đó, vỏ pin nè. Còn nguyên vẹn, ngoại hình không nứt vỡ. Rồi, mình test máy cho anh em nè. Thắng điều tốc nha anh em. Đảo chiều. Rồi, mình test con vít cho anh em nè. Rồi, giờ mình test con vít gỗ nha anh em. Đó. Thân máy vỏ pin 260.000 nha anh em. Rồi, cây số 8. Cây này thì nó mất hết tem, nhưng mà ngoại hình nó cũng còn khá. À, cái đầu cũng không rơi nha anh em, cũng thân máy vỏ pin nha anh em. Rồi, test cho anh em xem. Thắng điều tốc. Điều tốc, thắng, đảo chiều đầy đủ nha anh em. Rồi, mình test con vít cho anh em xem luôn. Đó anh em. Cây 24. Cây số 8 240.000. Do cục pin mình giờ nó hết rồi á, nên thì mình không có test gỗ cho anh em xem nữa. Rồi tiếp theo anh em. Cây này thì cái vỏ pin nó xấu nên mình giảm cho anh em 20.000. 220, cây số 9 220.000 nha. Đây anh em, cái vỏ pin nó bị nứt nhẹ bên đây.
Rồi, cây này ngoại hình còn khá nha anh em. Đầu cũng không rơ lắc nha anh em. 12V nha. Điều tốc. Đảo chiều. Do cục pin của mình đã hết rồi á, nên mình không có test vít nữa cho anh em xem. Đây anh em. Hồi nãy mình bắn cái con này là mình thấy cục pin nó yếu là mình biết cái nó hết rồi. Đây. Test búa thì nó vẫn ăn nhưng mà nó pin nó yếu rồi nên thành ra là nó xuống yếu lắm. Rồi. Cây số 9 220 nha anh em. Cây số 10. Cây này thì đây ngoại hình tem còn đầy đủ nha anh em. Nó bị mất cái tay ở sau. Đó. Quả pin thì đầy đủ. Đầu nó rơi nhẹ. Đó. Nhưng mà cũng còn rất là mới nha anh em. Cây này là mình bán 200. Đó, thắng điều tốc đầy đủ nha anh em. Đảo chiều. Đó. Thì cục pin nó hết rồi nên mình test fit nhẹ cho anh em xem thôi. Đó anh em. Cục pin nó hết nên mình test vít nhẹ thôi nha anh em. Để lần sau mình kiếm cái cục 12V khác. Rồi clip sau mình test nhiều hơn. Rồi cây số 10, 200. Rồi cây số 11, 230. Cây này là Hitachi 9V6. Ngoại hình đây nha anh em. Rồi test máy cho anh em. Có thắng. Điều tốc. Rồi test vít nha anh em. Rồi, con này là 9V6. Anh em về có thể đóng pin 12V. Xài rất mạnh. Cây số 11 230 nha anh em. Cây số 12 cũng 9V6 200 nha anh em. Cây này thì không có thắng. Rồi, đảo chiều. Test vít cho anh em à. Test vít nha anh em. Rồi, cây số 12, 200. Cây số 13. Cây này là cây Evolu 7.2V nha anh em. Cây số 13 120. Cây này thì mình test chạy thôi, không có test tải được. Đầu không kẹt. Nhìn ngoại hình còn rất là khá nha anh em. Đảo chiều. Đó, có cấp trượt và có khoan. Cây số 14 120.000. Cây này mình cũng chỉ test chạy thôi. Đảo chiều. Cũng có nhiều cấp trượt một cấp khoan nha anh em. Đầu không kẹt. Đó. Pin nó còn cầm thì anh em xài. Còn nếu mà hết thì anh em lên pin. Đây anh em. Cái cây này cũng vậy. Đó. Anh em về sạc nếu mà còn cầm thì xài. Rồi. Cây cuối cùng. Cây 15. Cây này thì mình test cho anh em xem nè. Đó. Chưa vệ sinh nhông bên trong nha anh em. 120 thân máy vỏ pin. Đầu không kẹt nha anh em. Rồi. Rồi, vừa rồi mình lên 15 cây máy. Anh em ưng cây nào thì xem video kỹ rồi có thể là liên hệ qua Zalo cho mình. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.